Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một mẫu áo choàng như thế này. Với mẫu áo này, các bạn có thể biến tấu được rất là nhiều kiểu. Ngoài cái kiểu cổ áo như thế này, các bạn có thể cho cổ áo lên. Các bạn có thể bẻ cái cổ áo lên như thế này để cho nó ấm phần cổ. Và đây là kiểu thứ ba. Các bạn có thể thay đổi. Các bạn để kiểu cổ rộng như thế này nhìn nó rất là đẹp, trông rất là nữ tính. Các bạn hãy để có thể thay đổi kiểu để phù hợp với những cái đồ mà các bạn phối cùng với chiếc áo này. Còn đây là đằng sau của áo. Với cái kiểu áo này móc rất là đơn giản. Mình nghĩ là kể cả các bạn mới tập móc cũng có thể móc được. Và không cần phải trang trí nhiều. Các bạn chỉ cần một cái sợi dây này là có thể thay đổi được các kiểu áo. Các bạn có thể thay đổi thành các kiểu cổ áo. Với mẫu này thì mình móc bằng len Vĩnh Thịnh. Các bạn có thể, nếu như các bạn nào mà thích nó mỏng và nhẹ hơn thì các bạn dùng len baby. Len baby thì móc nó lâu hơn và nó sẽ mỏng hơn. Đây là mình dùng len Vĩnh Thịnh chập 3, có nghĩa là 6 sợi nhỏ. Và đây là chiếc áo thứ hai. Mình móc cùng một cách móc nhưng mà sợi nó nhỏ hơn. Cái len này thì nó nhỏ ngang với len baby. Mình cũng không biết nó là len gì bởi vì len này ra lâu rồi bây giờ không có. Và nó có sợi, cái độ chảy của nó cao nên nhìn nó rủ, áo nó rủ rất là đẹp. Đây là phần sau của áo. Ở chiếc áo này mình không làm rua giống chiếc áo len Vĩnh Thịnh. Cái áo len Vĩnh Thịnh kia không thể móc rua được, cho nên mình đã làm rua theo kiểu dùng sợi len cắt ngắn ra để làm. Còn cái này là mình móc rua. Nếu các bạn móc len baby thì cũng có thể móc rua như chiếc áo này. Với chiếc áo này nó cũng như chiếc áo thứ nhất. Các bạn cũng có thể bẻ cổ áo như thế này. Và cuối cùng là các bạn dựng lên như thế này.
Với mẫu áo này mình gọi nó là mẫu áo 2 trong 1 vì nó giống như một chiếc khăn. Các bạn có thể vừa làm áo và cũng có thể vừa làm khăn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Với hướng dẫn này thì mình sẽ dùng len baby sợi nhỏ như thế này. Còn nếu như bạn nào móc bằng len Vĩnh Thịnh thì các bạn có thể bạn thích móc nhỏ à, Vĩnh Thịnh nhưng sợi nhỏ thì các bạn sẽ chập hai, các bạn sẽ chập hai cuộn vào với nhau thì sẽ có bốn sợi như thế này. Còn bạn nào mà thích móc dày dày và móc nhanh thì các bạn dùng len Vĩnh Thịnh chập 3. Các bạn sẽ chập 3 như thế này. Chập 3 nó sẽ là 6 sợi và nó sẽ tương đương với một sợi len mưu bờ. Nếu các bạn móc mưu bò với lại Vĩnh Thịnh mà các bạn thích móc dày thì các bạn chập 3. Nếu các bạn chập 3 như thế này hoặc các bạn dùng lưu bò thì các bạn sẽ dùng kim móc từ 3.0 cho tới 3.5. Còn nếu bạn dùng Vĩnh Thịnh chập 2 hoặc dùng len baby như thế này thì các bạn hãy dùng kem, cái ở đây mình dùng cái kim này có 2.5 thôi, cái số rất là nhỏ chứ khó nhìn, cái kim này là 2.5, tùy theo ý thích của các bạn dùng thích dày hoặc mỏng, hoặc là có bạn nào thích móc nó nhanh thì các bạn móc sợi to nó sẽ nhanh hơn, sợi to và kim to. Các bạn cần phải chuẩn bị kéo này, kim khâu len này. Và hướng dẫn này thì mẹ thì mình sẽ hướng dẫn bằng len baby. Chúng ta bắt đầu móc. Đầu tiên các bạn hãy móc cho mình một dây móc xích. Cái dây móc xích này các bạn sẽ móc bằng cái số chiều rộng mà các bạn cần. Ở mẫu áo này mình sẽ móc cho người cao từ 1m50 tới 1m55 và nặng tầm 50 tới 55 kg. Và mình sẽ cần tới 88 móc xích. Các bạn sẽ móc số móc xích chia hết cho 5 cộng thêm 3. Sở dĩ cộng thêm 3, phải cộng thêm 3 là tí nữa mình sẽ đến mũi cuối cùng mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao mình phải cộng thêm 3. Và cả cái hàng móc xích này, nếu các bạn nào mà điều chỉnh được cách móc thì các bạn dùng một kim cũng được. Còn nếu như các bạn nào mà không điều chỉnh được thì các bạn sẽ dùng một cái kim nhỏ hơn. Các bạn sẽ dùng một cái kim bé hơn để móc cái dây móc xích. Mình làm như vậy là để đến khi mình móc ở cái hàng đầu tiên, cái ở cái chân của cái cụm mũi này nó sẽ không bị quá to. Nếu bạn móc cái dây móc xích mà mũi to quá thì khi chúng ta móc cái chân này nó sẽ quá to, nó sẽ không đẹp. Vì vậy mà các bạn, nếu bạn là móc không quen, các bạn móc dùng một cái kim nhỏ hơn để móc hàng móc xích.
Còn nếu mà móc quen rồi chúng ta có thể móc cùng một kim nhưng mà chúng ta móc chặt tay vào là được. Thế đây mình sẽ lấy là 85 mũi cộng 3. 85 là chia hết cho 5 và cộng thêm 3 là 88 mũi. Các bạn hãy móc cho mình 88 móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Khi các bạn móc đủ 88 móc xích, các bạn sẽ móc thêm 6 móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn bỏ qua 6 mũi móc xích vừa móc lên và móc vào cái chân thứ 88 lúc nãy của chúng ta. Bạn móc ở đây hai kép cùng chân. Kép thứ nhất. Kép thứ hai. Sau đó các bạn lại móc một móc xích. Các bạn lại móc tiếp hai kép cùng chân. Một kép. Hai kép. Và chúng ta đã được cụm mũi đầu tiên. Cụm mũi thứ hai, các bạn bỏ qua 5 móc xích. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn bỏ qua, xin lỗi các bạn bỏ qua 4 móc xích và móc vào mũi móc xích thứ 5. Bỏ qua 4 móc xích và móc vào mũi móc xích thứ 5. Các bạn sẽ móc hai kép cùng chân vào đây. Vào mũi móc xích thứ 5. 1 2 Sau đó các bạn lại móc một móc xích. Các bạn lại móc tiếp hai kép cùng chân vào cái chân này. Một hai, chúng ta đã được hai cụm mũi rồi. Cụm mũi thứ ba, các bạn cũng bỏ qua 4 móc xích và móc vào chân móc xích thứ 5. 1, 2, 3, 4 và móc vào chân thứ 5 này. Các bạn móc vào đây hai kép cùng chân. Sau đó lại một móc xích. Và lại móc tiếp hai kép cùng chân. Và chúng ta được ba cụm. Cụm thứ tư, các bạn cũng bỏ qua 4 móc xích và móc vào chân thứ 5. 1, 2, 3, 4, móc vào chân thứ 5. Các bạn lại móc một móc xích và móc tiếp hai kép cùng chân. 1 2 Các bạn cứ móc như vậy cho tới hết một hàng cho mình.
Ở đây chúng ta đã móc được 4 cụm mũi. 1, 2, 3, 4. Và các bạn hãy móc như vậy cho tới hết hàng cho mình. Khi chúng ta móc hết một hàng như thế này, chúng ta sẽ được là 18 cụm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cụm này là cụm thứ 18. Và đến đây chúng ta sẽ còn dư là 3 móc xích. Bởi vì ở đây chúng ta không móc tiếp, cho nên chúng ta chỉ cần dùng tới 3 móc xích. Cho nên lúc đấy mình đã nói là chúng ta sẽ lấy số chia hết cho 5 cộng 3 thì có nghĩa là đây là 3 mũi cuối cùng. Ở đây các bạn sẽ móc vào cái chân cuối cùng này một mũi kép. Và chúng ta đã được tất cả 18 cụm mũi. Để móc hàng thứ hai, các bạn móc lên 3 móc xích. 1, 2, 3. Và các bạn móc vào cái đỉnh cụm mũi này 2 kép cùng chân. 1 kép, 2 kép. Và các bạn lại móc 1 móc xích, móc tiếp 2 kép cùng chân vào cái đỉnh này. 1, 2. Cụm tiếp theo, cụm thứ hai, các bạn cũng móc như vậy. Các bạn cứ móc 2 kép cùng chân trên cái đỉnh cụm mũi. 1 này, 2 này. Sau đó lại 1 móc xích. Sau đó lại 2 kép cùng chân vào cái đỉnh cụm mũi này. 1 kép, 2 kép. Các bạn móc tiếp cụm thứ 3, 2 kép cùng chân vào cái đỉnh cụm mũi. 1 kép, 2 kép. Và lại 1 móc xích. Và lại 2 kép, 1 kép, 2 kép. Các bạn cứ móc như vậy cho tới hết một hàng cho mình. Sau khi các bạn móc đến cụm cuối cùng này, bạn mũi cuối bạn sẽ móc vào cái dây móc xích này một mũi kép. Vậy là chúng ta đã xong hàng thứ hai. Để móc hàng thứ ba, các bạn cũng móc như hàng thứ hai, các bạn cũng móc lên là 3 móc xích. 1, 2, 3. Các bạn quay sản phẩm lại. Cũng như hàng thứ hai, các bạn cũng móc vào cái đỉnh cụm mũi này 2 kép cùng chân. 1, 2. Sau đó lại 1 móc xích. Và lại 2 kép cùng chân. 1, 2. Và lại móc tiếp vào cái cụm mũi kế tiếp 2 kép cùng chân. 1, 2. Và 1 móc xích. Và lại 2 kép cùng chân. 1, 2. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đủ 24 hàng. Các bạn móc lên 3 bi này,
24 hàng thì các bạn sẽ được là 24 cm, thì đủ với chiều dài mình cần để mình làm vòng lách. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đủ 24 hàng. Ở đây mình cũng đã móc sẵn một cái ô 24 hàng đây, cái ô màu vàng mình móc sẵn để khi hướng dẫn nó nhanh. Mình sẽ đếm cho các bạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 24 hàng. Và với sợi len nhỏ như thế này thì 24 hàng thì của chúng ta được là 24 cm. Đấy là 24 cm. Đây là chiều dài. Còn chiều rộng của chúng ta có 18 cụm, và chiều rộng của nó là 33 cm. Sau khi chúng ta móc được một ô như thế này, các bạn sẽ móc tiếp một dây móc xích. Ở đây các bạn cũng sẽ móc số chia hết cho 5. Và nếu bạn nào móc không quen thì các bạn hãy đổi kim nhỏ hơn để cho mũi móc xích nó được dày và nó không, đến khi chúng ta móc cái ô, cái lỗ của nó không bị to quá. Các bạn sẽ móc cho mình là 75 móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 75 mũi móc xích, và để chúng ta chia hết cho 5. Và các bạn sẽ nối vào cái đầu và cái mũi móc xích này, một mũi trượt.
Sau đó các bạn móc lên một góc chút nữa. Và chúng ta cắt len. Ở bên này khi đầu chúng ta móc cái dây móc xích thì lúc nãy mình có quên không nhá các bạn, là mình bỏ dư ra một đoạn len như thế này. Nếu các bạn nào mà không bỏ dư ra như thế này, lỡ không bỏ thì các bạn lấy một sợi len khác ở đây và móc là được. Còn cái này mình đã để dư ra như vậy cho nên mình dùng luôn sợi len này để móc. Bạn nào mà không để dư ra như thế, tại vì ngay từ đầu mình quên mất, mình cũng không nói cho các bạn. Cái này nó cũng không ảnh hưởng gì, chỉ có điều là nếu mình để dư ra như vậy thì lát nữa mình sẽ không phải lấy. Nếu mà mình dùng sợi mới như thế này thì chúng ta sẽ móc lên như thế này, nó cũng không sao. Chúng ta sẽ móc lên như vậy 75 móc xích. Chỉ có điều là mình sẽ phải giấu sợi chỉ này. Nhưng ở đây mình đã bỏ dư ra rồi cho nên mình sẽ dùng sợi len của mình và mình không cần dùng sợi này nữa. Các bạn cũng móc 75 móc xích. Một, hai, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sau khi các bạn móc được 75 móc xích như thế này à? 75 móc xích ở đây sẽ được là sẽ tương đương với 27 cm. Đây sẽ được 27 cm. Và các bạn sẽ nối nó vào cái đầu này. Sau đó móc thêm một mũi móc xích nữa. Các bạn rút len ra. Và mình cũng sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn móc sợi to như mưu bò hoặc là vĩnh thịnh chập 3. Vĩnh thịnh chập 3 có nghĩa là 6 sợi. Ở đây để có được một chiều rộng bằng với cái len baby này, mình đã móc 68 móc xích. Có nghĩa là 65 cộng 3. Số chia hết cho 5 là cộng 3 là 68 móc xích. Và ở đây mình móc được 3 hàng. 1 2 3. Và 3 hàng ở đây nó sẽ tương đương với 1 2 3 4 5. Nếu các bạn móc mưu bò hoặc vĩnh thịnh chập 3 thì nó sẽ được là 3 hàng thì sẽ được là 5 hàng của baby. Còn nếu như các bạn móc vĩnh thịnh chập đôi, nghĩa là chỉ có 4 sợi thôi, thì các bạn sẽ móc như len baby. Còn cái dây móc xích này các bạn cũng sẽ móc một dây dài đủ
27 cm. Các bạn sẽ móc và các bạn lấy số chia cho 5 và dài được 27 cm là được. Vì vậy nếu như bạn nào muốn móc nhanh hoặc là dày thì các bạn dùng len to như vậy nó sẽ hoàn thành chiếc áo rất là nhanh. Và bây giờ chúng ta móc tiếp. Ở đây khi nãy mình đã cắt cái đầu sợi len này đi, mình không móc tiếp vào đây, bởi vì nếu móc tiếp vào đây khi vòng lại bên này thì nó sẽ bị hai lượt trùng khớp với nhau. Cho nên mình đã cắt len để mình đã cắt cái đầu len này để mình móc vào đây. Móc vào đây. Thường là cứ móc một lượt đi và một lượt về. Đây là lượt đi, nếu các bạn nhìn kỹ nó sẽ phát hiện ngay. Lượt đi là sẽ như này. Và lượt về là sẽ như này. Bây giờ chúng ta móc tiếp. Các bạn đã có móc vào cái góc này. Cụm mũi đầu tiên. Các bạn để dư ra một đoạn lên để lát chúng ta giấu nó dễ. Còn móc lên 3 móc xích. 1, 2, 3. Sau đó các bạn móc vào cái chân này một mũi kép. Vì ở đây chúng ta có một dây móc xích rồi nên chúng ta chỉ cần móc thêm một kép thì chúng ta đã có là 2 mũi rồi. Và các bạn lại móc một móc xích và móc tiếp 2 kép và cùng chân vào đây. Kép thứ nhất, kép thứ hai. Tiếp theo chúng ta còn lại móc vào cái đỉnh của mũi này 2 kép cùng chân. 1, và lại một móc xích, và lại 2 kép cùng chân, 1 kép, 2 kép. Cụm tiếp theo chúng ta cũng móc như vậy, móc vào cái đỉnh này 2 kép, 1 kép, 2 kép, và lại một móc xích, lại 2 kép cùng chân, 1 kép, 2 kép. Các bạn cứ móc như vậy cho đến cuối hàng. Sau khi các bạn móc đến cụm mũi cuối cùng như thế này, tiếp theo các bạn sẽ móc vào cái góc này thêm một cụm nữa. Các bạn móc 2 kép này. Một kép. Sau đó lại một móc xích và móc tiếp 2 kép cùng chân vào đây. Kép thứ nhất, kép thứ hai. Ở đây cái dây thừa này chúng ta không thể luồn theo được vì chúng ta móc thưa, để lát chúng ta giấu bằng kim khâu len. Hàng tiếp theo này, móc đến cái dây móc xích này, các bạn cũng sẽ cách bỏ qua 4 móc xích, móc vào chân thứ 5. 1, 2, 3, 4, móc vào chân thứ 5 ở đây.
hai kép cùng chân, sau đó lại một móc xích, lại hai kép cùng chân, một hai, và các bạn lại bỏ qua 1 2 3 4 và móc vào chân thứ 5 này, hai kép cùng chân, kép thứ nhất, kép thứ hai, và các bạn lại móc một móc xích, các bạn móc tiếp hai kép cùng chân, 1 2, và lại bỏ qua 4 móc xích, 1 2 3 4, móc vào chân thứ 5, hai kép cùng chân, 1 2, và lại một móc xích, lại hai kép cùng chân vào đây, một hai. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết tới đây, hết cái dây móc xích này tới đây, và cũng như ở bên đỉnh bên này, cũng như đỉnh bên này, chúng ta móc hết đến dây móc xích này, chúng ta lại đến đây thì mũi cuối, cụm cuối của cái dây móc xích này thì sẽ vào cái góc này. Các bạn sẽ móc như vậy cho đến hết hàng của mình. Sau khi các bạn móc đến cái cụm cuối cùng này, ở đây chúng ta còn dư ra 1, 2, 3, 4, 5 móc xích, và cụm tiếp theo chúng ta sẽ cũng móc vào cái góc này, cũng giống như ở bên này, các bạn móc vào cái góc này, thì bên này các bạn cũng sẽ móc vào cái góc này một cụm nữa, các bạn móc hai kép cùng chân này, sau đó lại một móc xích, và lại hai kép cùng chân vào cái đây, và ở đây chúng ta đã móc thêm một cụm nữa vào cái góc. Bây giờ chúng ta đã thêm được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Chúng ta có 16 cụm, kể cả hai cụm ở hai góc này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu. 16 cụm tất cả. Và những cụm tiếp theo, ở đây chúng ta móc ngược lại. Và cái ở đây là cái đường dây móc xích khi nãy chúng ta móc lên. Ở đây bây giờ chúng ta móc ngược lại vào đây, móc vào cái chân của cái cụm mũi. Ở đây là đỉnh của cụm mũi, đây bây giờ chúng ta móc ngược lại vào cái chân của cụm mũi. Các bạn sẽ móc cũng hai kép cùng chân, một kép, hai kép, một móc xích, lại hai kép, một kép này, hai kép. Tiếp theo, cụm tiếp theo các bạn cũng móc vào cái chân của cái cụm mũi này, một kép, hai kép, và lại một móc xích, một kép, hai kép. Cứ như vậy các bạn sẽ móc đến hết hàng. Các bạn móc đến đây
Và ở góc này các bạn cũng sẽ móc một cụm. Sau đó ở dây móc xích này các bạn cũng móc giống như ở dây móc xích bên kia cho đến tới cuối hàng này. Và bây giờ chúng ta đã móc đến cụm cuối cùng. Và các bạn hãy nối vào cái dây móc xích này bằng một mũi trượt. Và ở bên này chúng ta cũng có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chúng ta cũng thêm được 16 cụm vào cái vòng này. Để móc hàng tiếp theo. Ở đây là lượt đi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại móc một lượt trở về. Các bạn quay sản ngược sản phẩm lại như thế này. Và các bạn móc vào đây. Mũi trượt thứ nhất, mũi trượt thứ hai, mũi trượt thứ ba. Các bạn móc đến mũi trượt thứ ba thì nó sẽ lên đến đỉnh của cụm mũi. Và các bạn móc tiếp lên 3 móc xích, 1, 2, 3. Và các bạn móc vào cái đỉnh của mũi này một mũi kép. Vì ở đây chúng ta có một móc xích rồi nên chúng ta chỉ cần móc thêm một kép thì chúng ta sẽ được là 2. Được 2 mũi. Và chúng ta bắt đầu móc thêm một móc xích và móc tiếp 2 kép cùng chân. Một kép. Hai kép. Hàng tiếp theo các bạn cũng móc vào cái đỉnh của mũi này. Một kép, hai kép, hai kép cùng chân ở cái đỉnh này. Sau đó lại một móc xích và lại hai kép, một kép, hai kép. Bạn móc tiếp ở cụm tiếp theo, các bạn cũng móc như vậy. Hai kép cùng chân trên cái đỉnh cụm mũi này. Sau đó lại một móc xích. Sau đó lại hai kép. Một kép. Hai kép. Tiếp theo bạn cũng móc hai kép. Một kép. Hai kép cùng chân này. Hai kép. Một móc xích. Và lại hai kép cùng chân. Một kép, hai kép. Các bạn cứ móc như vậy cho được khi là 4 hàng thì chúng ta bắt đầu thêm. Khi nào được 4 hàng thì chúng ta thêm. Chúng ta bắt đầu đếm từ đây đi. Chúng ta không tính những hàng trước nữa, chúng ta đếm từ đây đi. Đây là hàng thứ nhất. Và đây là hàng thứ hai. Bây giờ chúng ta đã móc hàng thứ hai. Và khi nào chúng ta móc đủ 4 hàng thì đến hàng thứ 5 chúng ta bắt đầu thêm. Và mình cũng lưu ý là ở cái mình sẽ lưu ý cho các bạn ở cái hàng bị chúng ta móc từ cái chân của cụm mũi này thì các bạn ít nữa sẽ để làm phần cổ. Vì khi chúng ta bẻ cổ xuống thì nó sẽ không thấy nữa. Còn ở cái phần dưới này các bạn sẽ làm phần thân thì nó sẽ đều xuống đến tận dưới gấu áo mà nó không lộ những cái đường khác biệt ra. Sau khi móc được 4 hàng ở vòng nách như thế này. 1, 2, 3, 4. Bây giờ chiếc áo của chúng ta đã hình thành như thế này.
Đến hàng thứ 5, chúng ta bắt đầu thêm mũi. Để móc hàng thứ 5, chúng ta cũng phải trượt lên cái đỉnh cụm mũi này. Các bạn sẽ trượt lên mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba. Các bạn sẽ móc lên 3 mũi trượt và lên đến đỉnh cụm mũi này. Các bạn sẽ móc tiếp theo, các bạn sẽ móc lên 3 móc xích. 1, 2, 3. Sau đó các bạn móc vào cái chân cụm mũi này một kép, vì ở đây chúng ta có một dây móc xích rồi, chúng ta chỉ cần thêm một kép. Ở hàng này chúng ta chỉ thêm mũi móc xích vào cái đỉnh cụm mũi. Ở những hàng trước chúng ta chỉ móc một móc xích như thế này. Hàng này chúng ta sẽ móc 2 móc xích. Móc xích thứ 2. Sau đó các bạn lại móc chân xuống đỉnh của cụm mũi này. Các bạn móc thêm 2 kép cùng chân nữa. Kép thứ nhất. Kép thứ 2. Cụm mũi thứ 2 các bạn cũng móc như cụm mũi đầu, các bạn móc lên 2 kép. Kép thứ nhất, kép thứ hai, sau đó các bạn móc 2 móc xích, 1, 2, rồi các bạn lại móc 2 kép nữa cùng chân vào đây, 1 kép, 2 kép, mũi tiếp theo, mũi thứ ba chúng ta cũng móc như vậy. Các bạn cũng móc vào cái đỉnh của mũi này. 1 kép, 2 kép, sau đó lại 2 móc xích. 1 móc xích, 2 móc xích và lại 2 kép. 1 kép, 2 kép. Cụm mũi thứ tư các bạn cũng móc như 3 cụm mũi trước. Kép thứ nhất cùng chân, kép thứ hai cùng chân. Các bạn lại móc 2 móc xích, 1 móc xích, 2 móc xích. Các bạn lại móc vào cái đỉnh cụm mũi này tiếp theo 2 kép cùng chân. 1 kép, 2 kép. Ở đây chúng ta móc một móc xích thì nó sẽ được như thế này. Ở hàng dưới chúng ta chỉ móc ở cái đỉnh của mũi, chúng ta chỉ móc có một móc xích. Ở hàng này chúng ta móc 2 móc xích. Và các bạn sẽ móc như vậy cho mình liên tiếp 4 hàng. Ở đây chúng ta, đây là cái vòng lách. Vòng lách ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đếm, đếm từ đây. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4. Và từ hàng thứ 5 này trở đi, các bạn sẽ thêm như thế này. Ở mỗi đỉnh cụm mũi các bạn móc 2 móc xích. Và các bạn thêm, các bạn móc 4 hàng nữa. 1, 2, 3, 4. Và các bạn móc lên 4 hàng nữa là 8 hàng. Thì chúng ta lại thêm tiếp. Đây là hàng thứ 5 của cái vòng lách này. 1, 2, 3, 4, 5. Ở hàng thứ 5 này nó khác hàng dưới có một chút thôi. Nó khác hàng thứ 4. À, ở đây cái đỉnh của mũi này hàng thứ 4 móc có một móc xích, và hàng thứ 5 thì chúng ta móc là 2 móc xích. Các bạn nhìn nó sẽ rất là rõ, ở đây móc 2 móc xích nó thưa ra như thế này.
Còn ở hàng thứ tư móc một móc xích. 1 2 3 4 5 các bạn móc thêm. Đây nên đến trên này 3 hàng nữa là tổng. Khi nào được 8 hàng. 1 2 3 4 5. Chúng ta thêm 3 hàng nữa là 8 hàng, đến hàng thứ 9 thì chúng ta lại bắt đầu thêm tiếp. Cứ mỗi lượt thêm là chúng ta móc 4 hàng. Và 2 lượt thêm là chúng ta sẽ được 8 hàng. Ở cái vòng lách này bây giờ chúng ta đã có 8 hàng. Sau khi chúng ta móc đủ 4 hàng, 1, 2, 3, 4. Và từ hàng thứ 5 này, mỗi một đỉnh cụm mũi các bạn thêm một móc xích vào. Và các bạn móc 4 hàng liên tiếp như vậy. 1, 2, 3, 4. Và bây giờ chúng ta là có tổng cộng là 8 hàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và để móc hàng thứ 9, kết thúc hàng thứ 8, các bạn nối vào cái dây móc xích này một mũi trượt. Sau đó các bạn quay ngược sản phẩm lại. Bạn trượt lên 2-3 mũi trượt. Trượt thứ nhất, trượt mũi hạn thứ 2, trượt thứ 3. Và để móc hàng thứ 9, các bạn móc lên 3 móc xích. 1, 2, 3. Và cụm mũi đầu tiên các bạn móc vào cái pin cụm mũi này một mũi kép. Sau đó lại móc 2 móc xích. 1, 2. Và các bạn lại móc vào cái đỉnh cụm mũi này 2 kép nữa. 1, 2. Ở cụm này chúng ta vẫn giữ nguyên là có 4 kép trên một đỉnh cụm mũi. Một dây móc xích này được tính là 1 kép 2 3 4. Cụm thứ 2 các bạn móc vào cái đỉnh cụm mũi này 3 kép cùng chân. Kép thứ nhất, kép thứ 2, kép thứ 3. Và các bạn móc lên 2 móc xích. 1, 2. Bạn lại móc 3 kép vùng chân vào đây. 1, 2, 3. Chúng ta ở hàng thứ 9 này chúng ta đã được 2 cụm. Cụm thứ 3 các bạn móc 2 kép cùng chân vào cái đỉnh này. 1, 2. Và lại 2 móc xích. 1, 2. Tiếp theo là 2 kép cùng chân vào đây. 1, 2. Chúng ta đã được 3 cụm. Một cụm này là chúng ta có 4 mũi kép. Cụm tiếp theo là 3 mũi, 6 mũi kép. Và cụm thứ nhất 4 mũi kép, cụm thứ 2 là 6 mũi kép, cụm thứ 3 lại là 4 kép. Và cụm thứ 4 chúng ta cũng sẽ là 6 kép. Các bạn móc 3 kép cùng chân vào đây. 1, 2, 3. Sau đó các bạn móc 2 móc xích. 1, 2. Và lại móc tiếp 3 kép cùng chân vào đây. 1, 2, 3. Chúng ta đã được 4 cụm. Cụm thứ 5 các bạn sẽ móc
là 4 kép, 1 kép, 2 kép và lại 2 móc xích. 1, 2 và lại móc tiếp 2 kép vào chân này. 1, 2 cụm thứ 6, các bạn sẽ móc 6 kép trên một cụm. Kép thứ nhất, kép thứ hai, kép thứ ba, các bạn lại móc 2 móc xích. 1, 2 và lại 3 kép cùng chân ở đây. 1 kép, 2 kép, 3 kép. Các bạn cứ móc như vậy. Một cụm các bạn giữ nguyên và các bạn lại một cụm thêm. Một cụm giữ nguyên, một cụm thêm. Cụm giữ nguyên các bạn vẫn là 4 kép trên một cụm và cụm thêm các bạn là 6 kép trên một cụm. Các bạn cứ móc liên tiếp như vậy cho mình 4 hàng. Nếu các bạn cụm nào cũng thêm thì nó sẽ loe ra rất là to, vì vậy các bạn chỉ cách một cụm các bạn thêm một cụm. Các bạn móc liên tiếp cho mình 4 hàng rồi chúng ta sẽ lại thêm tiếp. Sau khi các bạn móc đến cụm cuối cùng của hàng thứ 9, để kết thúc hàng thứ 9, các bạn cũng móc vào cái dây móc xích này một mũi trượt. Sau đó các bạn quay ngược sản phẩm lại. Ở đây cụm mũi này sẽ có 3 kép một bên, coi như là thành 6 kép một cụm. Và các bạn sẽ phải trượt lên, không phải là 3 mũi trượt nữa mà là 4 mũi trượt. Mũi trượt thứ nhất, mũi trượt thứ hai, mũi trượt thứ ba và mũi trượt thứ 4. Và để móc hàng thứ 10, các bạn cũng móc lên 3 móc xích. 1, 2, 3. Ở đây, cái cụm đầu tiên này có 6 kép thì các bạn cũng sẽ móc là 6 kép. Dây móc xích được tính là 1 kép và chúng ta sẽ móc là 2 kép. 1 kép, 2 kép. Sau đó móc 2 móc xích. 1 móc xích, 2 móc xích. Sau đó lại móc 3 kép cùng chân vào cái đỉnh này. 1 kép, 2 kép, 3 kép. Cụm tiếp theo là cụm thứ 2. Cụm thứ 2 có 4 kép cùng chân và bây giờ chúng ta cũng móc là 4 kép cùng chân trên một cụm. Kép thứ nhất, kép thứ hai và lại 2 móc xích. 1, 2, thêm 2 kép nữa, kép thứ 3, kép thứ 4 cụm thứ 3 có 6 kép trên một cụm và các bạn cũng sẽ móc 6 kép một cụm. Kép thứ nhất, kép thứ hai, kép thứ ba và lại 2 móc xích. 1, 2 và lại 3 kép. 1, 2,
3. Cụm thứ 4. Ở cụm thứ 4 này có 4 kép trên một cụm. Vì vậy bây giờ chúng ta cũng móc như vậy. 1 kép, 2 kép và lại 2 móc xích. 1, 2, 2 kép tiếp theo vào cùng một chân này. 1, 2, 3. Các bạn cứ móc như vậy. Ở hàng dưới một cụm có 6 kép thì hàng trên cũng là 6 kép. Cụm thứ 2 hàng dưới là 4 kép thì cụm trên cũng là 4 kép. Các bạn móc liên tiếp như vậy. Đây là thêm mũi ở hàng thứ 2 rồi. Các bạn móc thêm thứ 9, hàng thứ 10, hàng thứ 11, hàng thứ 12 đến hàng thứ 13 thì chúng ta bắt đầu thêm mũi tiếp. Và bây giờ chúng ta đã móc đến cụm cuối cùng của hàng thứ 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sau khi chúng ta thêm được 4 hàng thì tổng bây giờ chúng ta có là 12 hàng. Để móc hàng thứ 13. Kết thúc hàng thứ 12, các bạn cũng móc cái dây móc xích này một mũi trượt. Sau đó các bạn quay ngược sản phẩm lại. Ở bên này, hàng bên dưới ở cùng mũi này có 4 kép, vì vậy chúng ta chỉ trượt có 3 lần thôi. Mũi trượt thứ nhất, mũi trượt thứ hai, mũi trượt thứ ba. Và để móc hàng thứ 13, các bạn cũng móc lên 3 móc xích. 1, 2, 3. Sau đó các bạn móc vào cái đỉnh cụm mũi này 2 kép, 1 kép, 2 kép. 2 kép với 1 dây móc xích nữa là thành 3. Sau đó các bạn móc 2 móc xích, 1, 2. Và các bạn lại móc tiếp vào cái đỉnh cụm mũi này 3 kép, 1, 2, 3. Ở hàng dưới chúng ta cụm mũi này chúng ta chỉ có 4 kép, 1, 2, 3, 4. Và đến hàng trên này, hàng thứ 13, chúng ta sẽ có là 6 kép, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là chúng ta đã thêm. Ở hàng thứ 13 này bắt đầu chúng ta đã thêm. Ở cụm mũi thứ hai các bạn ở dưới có 3, có 6 kép một cụm. Hàng thứ 13 các bạn cũng móc 6 kép, 1, 2, 3. Sau đó các bạn móc 2 móc xích, 1, 2. Và lại móc tiếp 3 kép cùng chân vào đây, 1, 2, 3. Cụm tiếp theo ở hàng thứ 12 này có 4 kép và chúng ta sẽ thêm lại vào thành 6 kép. Ở hàng thứ 13 chúng ta móc 6 kép, 1 kép, 2 kép, 3 kép. Sau đó móc 2 móc xích, 1, 2. Lại móc tiếp 3 kép vào đây, 1 kép, 2 kép, 3 kép. Cụm thứ 4 các bạn cũng móc như vậy. Ở dưới có 6 kép thì ở hàng trên này cũng là 6 kép, 1, 2, 3. Sau đó 2 móc xích, 1, 2. Và lại 3 kép, 1, 2,
3. Một, hai, ba, bốn. Chúng ta được 4 cụm rồi. Cụm thứ 5. Các bạn cũng móc như những cụm trước. Ở dưới có 4 kép. Nên đến hàng trên là chúng ta sẽ móc là 6 kép. 1, 2, 3. Sau đó 2 móc xích. 1, 2. Và lại móc tiếp 3 kép vào cái cụm này. 1 kép. 2 kép. 3 kép. Cụm tiếp theo cũng vậy. Các bạn sẽ móc là 6 kép. 1, 2, 3. Sau đó là 2 móc xích. 1, 2. Để móc tiếp 3 kép cùng chân ở đây. 1, 2, 3. Tiếp theo các bạn cũng móc như cụm trước. Ở dưới là 4 kép và lên trên chúng ta sẽ là 6 kép. 1, 2, 3. 2 móc xích. 1, 2. Và lại 3 kép. 1, 2, 3. Ở hàng thứ 13 này, tất cả các cụm chúng ta mỗi cụm đều móc 6 kép. Và trên đỉnh là 2 móc xích. Ở hàng dưới, ở cụm, những cụm hàng dưới mà có 4 kép thì lên trên chúng ta móc thành 6 kép. Cụm nào chúng ta cũng móc 6 kép hết, cho đến các bạn sẽ móc như vậy cho đủ 4 hàng. Các bạn móc thêm 4 hàng thì sẽ là 16 hàng. Và đến hàng thứ 17 chúng ta lại tiếp tục thêm